xin được chuyển sang những diễn biến mới nhất về vụ việc làm nhục mẹ người tình cướp tài sản ở Bình Phước. Vụ việc xảy ra vào đêm 1 tháng 1, ngay ngày đầu năm mới, sau khi nhậu say, đối tượng này đã nảy sinh ý định xấu với nạn nhân, thỏa mãn xong đối tượng bỏ đi và bị bắt lại khi đang bỏ trốn tại địa phận tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc xảy ra tại phòng trọ phường Thành Tâm, tỉnh Bình Phước đã khiến dư luận chấn động khi kẻ gây án là nhân tình của con gái nạn nhân. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hà, 34 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Còn nạn nhân trong vụ án này là bà T, 48 tuổi, thuê trọ tại phường Thành Tâm, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin điều tra ban đầu, Hà đã có vợ và hai người con ở tỉnh Gia Lai. Vào năm 2019, Hà đến tỉnh Bình Phước làm thuê và có tình cảm yêu đương sống chung như vợ chồng với con gái bà T. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung với nhau nữa. Khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sau khi nhậu say, Hà tìm đến phòng trọ của bà T. Thời điểm này bà T ở một mình. Tại đây, Hà nói với bà T nên khuyên nhủ con gái về sống chung lại với Hà. Khoảng 2 phút sau, Hà nảy sinh ý định quan hệ với bà T lúc này vì sợ bà T chống cự la hét nên Hà đã đến khu vực bếp lấy một chiếc đũa rồi khống chế đâm vào nạn nhân để thực hiện hành vi. Sau khi thỏa mãn, Hà lấy một chiếc điện thoại của bà T rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở cổ. Tiếp nhận thông tin từ công an thị xã Trân Thành về việc đối tượng gây án đang bỏ trốn đến địa phận tỉnh Đắk Lắk. Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 1, một tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã bắt giữ thành công Hà tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.